đảo luyện kỹ năng sinh tồn. Đôi vợ chồng anh sẵn sàng thay đổi cách sống, lối sống và công việc với mục đích duy nhất, chỉ cần trở thành những người hạnh phúc. S. Stafford, 43 tuổi, và Laura Bingham, 26 tuổi, đưa cậu con trai Jan, 2 tuổi tham gia vào một thử thách sinh tồn khắc nghiệt trên hoang đảo ở Indonesia. Thức ăn và nước uống hạn chế, những thứ họ mang lên đảo chỉ là quần áo đang mặc, vài trái chuối và vài con dao. S. và Laura buộc phải tự dựng nơi trú ẩn, săn bắt cá và tìm ra nguồn nước sạch cũng như phải trông trường gian họ cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong thời gian ở đảo một trong số đó là không bao giờ cãi nhau vì không đem lại cho họ sự vui vẻ lý do hai vợ chồng chọn thử thách này vì cho rằng ở đảo không nguy hiểm bằng ở nhà nước và thực phẩm khó kiếm nhưng dù sao nơi đây cũng không nguy hiểm bằng sống ở anh khi mà thời gian gần đây xuất hiện các vụ tấn công bằng dao họ cho biết ed và laura muốn truyền cảm hứng cho các ông bố bà mẹ khác khuyến khích họ dám dấn thân vào những thử thách cùng con trẻ tuy nhiên s khẳng định cuộc sống trên đảo hoang có nhiều rủi ro nhưng họ có thể giảm thiểu những nguy cơ đó nhiều nhất có thể và việc mang theo cậu con trai 2 tuổi đồng nghĩa với việc họ sẽ không bao giờ có thể thoải mái hay thư giãn thực sự vì phải chăm sóc bé trong thời gian đầu lên đảo hai vợ chồng đã không quyết định được sẽ làm việc gì trước và có thể đảm bảo rằng gian không làm điều gì đó nguy hiểm sau đó s nhanh chóng nhận ra kỹ năng để đảm bảo gia đình mình luôn được an toàn chính là quan tâm đến hiện tại và nhận thức được những mối nguy hiểm s khẳng định nếu họ nhận thấy cuộc sống trên đảo trở nên bất lợi cho cậu con trai họ sẽ dừng lại vợ chồng anh có thể thay đổi chỗ ở nơi sống cách sống và công việc miễn sao gia đình hạnh phúc nhất có thể